Thay mặt chương trình thì xin được cảm ơn series Hoa hậu International 2023 Seri Đào đã đến tham gia buổi phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Seri Đào. Xin chào MC Hồng Oanh cũng như là các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Dạ vâng. Vậy thì Seri Đào có thể chia sẻ với quý vị và các bạn cũng như là Hồng Oanh cho biết được rằng là khi mà cái niềm vui khi mà Seri Đào đăng quang thì Seri Đào sẽ muốn chia sẻ với ai nhất? Có thể là bố mẹ này, người bạn trai của mình này hay là những người đã dìu dắt Seri Đào không ạ? Dạ, sau khi em đăng quang thì đến bây giờ đã được 10 phút rồi, nhưng mà em vẫn giữ nguyên cảm giác bồi hồi và xúc động khi nhận được chiếc vương miện của Hoa hậu tiền nhiệm 2022. Ngoài bố mẹ, người thân thì em rất nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui này cùng với một người là crush của em rất nhiều năm. Nhưng mà hiện tại thì anh ấy lại đang không ở Hà Nội. Anh ấy đang có mặt ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Vậy thì Seri Đào trong những ngày vừa qua thì Seri Đào có theo dõi những cái bình luận cũng như cái phát ngôn trên mạng xã hội cho rằng là cái việc mà Seri Đào chia sẻ là trong khi các bạn đang đi uống trà sữa thì mình đã là hoa hậu rồi, vậy thì Seri Đào nghĩ gì về cái luồng chia sẻ những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội? Dạ câu nói đấy của em thì như chị vừa nhắc đến thì đúng nhưng mà thiếu. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa còn đang uống trà sữa thì em đi uống rượu. Đó là trước khi đăng quang. Còn sau thì bây giờ như mọi người thấy em đã trở thành một tân hoa hậu International 2023. Dạ vâng, vậy thì những cái dự án trong cái tương lai mà chị dự định triển khai là như thế nào, chị có thể chia sẻ cho tôi cũng như là quý vị các bạn thấy được điều đó không ạ? Dự án gần nhất là dự án thiện nguyện. Em sẽ thực hiện tại quê nhà của em là thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Dự án thiện nguyện này thì em đã ấp ủ từ trước khi đăng quang. Từ trước đến nay thì em là một người sống rất là nhân hậu, nhân ái. Em gặp những hoàn cảnh khó khăn, em rất là thương. Chính vì thế em rất là muốn giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Và dự án nhân ái ở quê nhà Phủ Lý, Hà Nam nhà em là dự án nhân ái dành cho các trẻ em mắc bệnh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Chị nghĩ sao khi mà cộng đồng mạng đang chia sẻ rất là nhiều thông tin về cái làn da của chị trắng quá, không phù hợp với Hoa hậu International? Thực ra em nghĩ làn da trắng là một, em nghĩ là một lợi thế. Và em nghĩ là hoa hậu thì cũng không nên đen quá. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Seri Đào. Trong cái chia sẻ của Seri Đào vừa rồi thì Seri Đào có nói rằng crush của mình. Vậy thì bạn có thể chia sẻ sâu hơn về anh ấy được không? Những gì thuộc về cuộc sống riêng của em luôn muốn giữ nó cho riêng mình. Tuy nhiên là em chỉ muốn nhắn nhủ tới crush một điều, đó là mặc dù trước đây em crush anh thật, nhưng đó là khi em chưa đăng quang. Còn bây giờ em đã ở một cương vị mới, một tầm cao mới. Nếu như anh không nhanh chóng quay trở lại Hà Nội và tìm kiếm em thì rất có thể ngày mai em sẽ thuộc về người khác. Dạ vâng. Xin được cảm ơn Seri Đào rất nhiều ngày hôm nay đã nhận lời tham gia phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có những cái thông tin gì muốn chia sẻ với Seri Đào thì quý vị các bạn có thể inbox trực tiếp cho Seri Đào, bởi vì là Seri Đào chúng tôi năm nay thì cũng chỉ mới có crush thôi chứ còn chưa có người mà dự kiến là sẽ kết hôn. Thế nên là cần gì thì có thể inbox trực tiếp cho Seri Đào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.